Ngày 2 tháng 7 năm 1999, Trường Trung học Phổ thông Liên cấp 23 Hồng Quang được thành lập theo quyết định số 162 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Ngày ấy có những người thầy, người cô đã rời xa thành phố phồn hoa đô hội để lên với mái trường Hồng Quang. Các thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân để cõng chữ lên non, để các em có được tương lai tươi sáng, bay cao, bay xa như những cánh chim trời, đem hoa thơm quả ngọt về xây đất quê hương Lục Yên thêm sâu đẹp. Thầy mang cả ước mơ, khát khao và hy vọng của mình gieo vào đời những hạt giống tương lai. Rời xa thành phố tôi đến với Hồng Quang, rời xa quê hương tôi cất bước lên đường, để lại sau lưng bao nỗi niềm vấn vương. Tôi đến Hồng Quang theo tiếng gọi con tim. Hồng Quang năm ấy lạc đác mái nhà tranh, nhìn đàn em thơ vui cắm sách đến trường, để lại trong tôi bao nỗi niềm yêu thương. Tôi đến Hồng Quang mang khát vọng rừng xanh. Mái trường Hồng Quang bao năm tháng đổi thay, vẫn còn nơi đây bao kỷ niệm năm ấy. Chuyến đò sang ngang mang theo bao ước vọng về một tương lai tươi sáng khắp muôn nhà. Mái trường Hồng tôi đến với Hồng Quang, rời xa quê hương tôi cất bước lên đường, để lại sau lưng bao nỗi niềm vấn vương. Tôi đến Hồng Quang theo tiếng gọi con tim. Hồng Quang năm ấy lạc đác mái nhà tranh, nhìn đàn em thơ vui cắm sách đến trường, để lại trong tôi bao nỗi niềm yêu thương. Tôi đến Hồng Quang mang khát vọng rừng xanh. Mái trường Hồng Quang bao năm tháng đổi thay, vẫn còn nơi đây bao kỷ niệm năm ấy. Chuyến đò sang ngang mang theo bao ước vọng về một tương lai tươi sáng khắp muôn nhà. Mái trường Hồng một tương lai tươi sáng khắp muôn nhà.